giờ anh đang hay chưa cái gì? Facebook. Có nghĩa là lời dạy của Khổng Tử. Xin chào ông. Vâng, thì xin hỏi ông ở Lâm Định hay Hà Nội ạ? Tôi quê ở bên Thái Bình ạ. À, vâng, Thái Bình. Vâng. Thái Bình quê hương Nam Tấn. Thế hôm nay là ông Trọng ông mời ông về dự cái chương trình này đúng không? Đây là cô Lương. À, cô Lương, vâng, à. Cô Lương mới vâng, vâng, xin cảm ơn anh. Bây giờ cái thời buổi kinh tế hội nhập là phát triển công nghệ HD. Đấy, và thôi rồi, cảm ơn anh và dự cái chương trình và vâng. Anh cũng là người, tôi thấy anh là đến sớm nhất và anh là cựu chiến binh Việt Nam đúng không? Vâng. Vâng, xin chào anh, vâng, chào anh. Xin vâng. Bắt tay anh, vâng. 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 Hộ quán này không phải đây là đóng. Đơn vị nào ạ? Em ở đơn vị nhân viên bán hàng anh ạ. À, nhân viên bán hàng là em ở Lâm Định đúng không? Dạ vâng ạ. Và sự kiện hôm nay là khai trương, tôi thực ra tôi ở Hà Nội về. Tôi nói ra thời buổi kinh tế hội nhập nhưng mà phát triển này. Cập vào đoàn công nghệ HD của Tomizu thì em nghĩ gì nói gì? Hôm nay thì mọi quý khách rất là đông mà. Anh cứ quý sản phẩm này ạ. Bây giờ người ta nói là được quan tâm của các bộ các ngành. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi có mặt ở ngõ 19 tháng 5. 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ. Mà cô mặc màu áo đỏ. Tôi nghĩ rất cô rất là sáng láng. Tôi nghĩ rằng hôm nay cô mặc áo đỏ thì coi như chúng ta thành công như mỹ mãn. Vâng, xin chào cô. Tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm của Mitori và cái thứ hai nữa là cũng muốn mở cái đại lý phân phối cho bà con tại tỉnh Ninh Bình. Vâng. Thế anh ở Ninh Bình, Lê Bình là quê chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thế hôm nay thực ra là tôi đang đứng ở đường 19 tháng 5. Là 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ cũng sắp đến nơi rồi. Vinh dự tự hào 75 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và những ngày đền hùng ngày hôm kia xong rồi. Thế hôm nay là các anh các chị ở mọi tỉnh như Lam Định này, Thái Bình rồi quê chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì các anh đã về đây là mình tham khảo với chương trình được sự quan tâm của các bộ ban ngành để người Việt Nam dùng vàng Việt Nam để phát huy những thế mạnh của Việt Nam để thời buổi kinh tế hội nhập. Thì vâng, xin cảm ơn anh, vâng, xin chào anh. Hello chị. Bán cho cái cửa hàng đấy, lấy hàng để dùng, lấy hàng bán đưa là phải đi một đảng và ba. Xin chào ông, thưa hỏi ông. Đấy, nhưng mà sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành. Tôi nghĩ rằng hôm nay là cơ sở của anh Trọng ở Lâm Định. Thế còn tôi là cũng là từ người Quảng Ninh mà tôi quay thước phim này. Đây là tất cả chúng ta đây. Còn những người là có tài, có tâm, có đức phải làm giàu cho quê hương nước. Đây là chủ tịch cái này, chủ tịch rất đẹp trai. Và hai chủ tịch ngồi, hai chị hoa hậu hai cao tuổi. Đấy, thế mà thực ra là tôi thấy anh hỏi rất là hay là tôi phỏng vấn anh. Thì anh biết ra nhá, tất cả thương hiệu này như vừa rồi là khai trương Ninh Bình rồi. Hôm nay ở Lâm Định, thế còn bên anh ở tỉnh nào? Tôi ở Thái Bình. Thái Bình quê Lâm Tấn đúng không? Thế ngày xưa là nói là Thái Bình thóc không thiếu một cân mà dân không thiếu một người. Nhưng mà anh ở người Thái Bình hôm nay anh hỏi một câu là thực ra tôi cạnh lòng vì tôi là phóng viên là nói cái gì làm cái gì là phải đúng. Đấy, được sự quan tâm của Đảng Nhà nước thì những sản phẩm bên tay là con người Việt Nam rất là giỏi, cần vẫn với nỗ lực. Đấy, anh nhìn với tôi này, anh ơi,
Đấy, anh cứ nhìn thẳng vào tôi. Anh cứ nhìn thẳng là hiên ngang, cứ như cười như Việt Nam bên Liên Xô. Đấy đúng không? Thế là những cái sản phẩm này đây. Anh nhìn đây là hai chị hoa hậu xinh gái chưa? Đấy, chị là một người hoa hậu. Đấy à. Thế bây giờ chúng ta phải phát huy nội lực. Là người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ chỉ có 4 năm tỉnh, Nam Định là một tỉnh. Vừa rồi tôi phỏng vấn một bác ở Linh Bình quê chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thế còn Nam Định thứ hai chắc là Thái Bình và các tỉnh còn nhiều vấn đề. Còn thực ra tôi đang ở Hạ Long di sản quý quan thế giới. Những sản phẩm biết rồi nhưng mà tôi chưa có điều kiện làm. Nhưng hôm nay là anh Trọng anh mời tôi về quay. Thì tôi thấy anh phát biểu rất là hay. Đấy, thế thôi là... Thế anh nguyện vọng của anh sẽ mở ở tỉnh Thái Bình hay không? Vâng, tôi sẽ... Tôi về sẽ quảng cáo rồi thì tổ chức. Thế còn là anh hôm nay anh lên anh thấy những sản phẩm này của Việt Nam để phát huy nội lực, hay là người Việt Nam phải bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Thế tại sao tên nửa Việt Nam còn bắn rung B-52 của Mỹ? Thế bây giờ cái sản phẩm này là nó là của tạm thời của các tỉnh. Là tôi nghĩ rằng Nam Định là một điểm nhấn của Nam Định là biển đảo của quê hương Nam Định và Hải Phòng đúng không? Vâng, tôi chúc ông thành công rực rỡ. Toàn thể của chúng quý chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng vừa trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Dịch Covid đã khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa phá sản, kéo theo hàng triệu người bị mất việc làm, giảm thu nhập, khiến rất nhiều cá nhân gia đình rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Trước tình hình đó, công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD ra đời với khát vọng mang đến một hệ giải pháp về công nghệ và hệ thống chuỗi hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhằm tạo việc làm ổn định cho hàng triệu cá nhân và hộ gia đình, chung tay vì một Việt Nam cường thịnh. Vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD vui mừng khai trương văn phòng đại lý độc quyền tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, chất lượng cao với giá thành cạnh tranh, đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định cho cá nhân và hộ gia đình trong khu vực. Tới dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD. Công nghệ HD. Bà Đặng Thiên Kim, Giám đốc phát triển thị trường công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD. Bà Đinh Thị Tuyết Hương, Giám đốc kinh doanh cấp cao công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD. Về phía văn phòng đại lý tại thành phố Nam Định, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Trọng, Giám đốc văn phòng Kukizu tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Và khách mời là những người đang rất quan tâm đến những giải pháp gia tăng thu nhập bình an và nhân dân của công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD nên phát biểu và trao quyết định. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên thay mặt ban lãnh đạo công ty gửi lời chào, gửi lời biết ơn chân thành đến các cô, các chú, các anh, các chị, những người con tuyệt vời của mảnh đất Nam Định đã đồng nghiệp chào đón ban lãnh đạo công ty. Một lời cảm ơn chân thành. Và đến với quê hương Nam Định, đến với mảnh đất và đặc biệt là đến với khán phòng mang tính chất gia đình rất là đầm ấm đúng không ạ? Chúng ta chưa có một nhu cầu gì đó quá cao sang, quá là vĩ đại, quá lớn lao. Nhưng mà có lẽ tại thời khắc này và tại giây phút này, biết đâu hai ba năm sau chúng ta có cả một câu chuyện tuyệt vời để nói. Được không anh chị? Được không ạ? Rất mong điều đó các anh chị ạ. Bất kỳ họ tên đầy đủ của em là Bùi Ngọc Hưng, gia đình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em cũng đã trải qua rất nhiều môi trường, rất nhiều cương vị, rất nhiều trọng trách khác nhau. Nhưng ngày hôm nay đến đây với vai trò là founder và chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp sẽ kiên định mang những tiếng nói của cá nhân mình, của doanh nghiệp mình, sản phẩm thương hiệu của mình đến với tất cả các thị trường. Báo cáo tất cả các anh chị, tháng 3 năm 2024
ở miền Tây đã tổ chức một buổi lễ khai trương văn phòng đại diện. Ngày 28 là ở Vĩnh Phúc, ngày mùng 2 tháng 4 là ở Thái Nguyên, và ngày hôm nay chính thức Nam Định là một trong những cái mòi đổi tiếp theo trong cái chuỗi hành trình xây dựng chuỗi có thể tận dụng khoảng 80% dành cho công việc, 90% đầu tiên đấy. Bên cạnh là câu hỏi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Riêng điều này cũng ô nhiễm, đúng không ạ? Chúng ta dịch chuyển sang một môi trường mới, và môi trường mới này thật và sạch như thế nào thì anh chị chẳng có những nền tảng mà hôm nay chúng ta cũng biết. Nếu như ai đồng với quan điểm này, đồng quan điểm này nhé, và cùng nhau xây dựng một cộng đồng thật và cộng đồng sạch, không đồng, một cơ hội kinh doanh bình an đúng nghĩa, không mất gì, không hệ lụy, không để lại bất kỳ một là hấp dẫn, đúng không ạ? Trách nhiệm xây dựng không gian thật và không gian sạch. Nhưng Tukru nói về giá trị của Tukru, nơi đây sẽ thường xuyên nói về câu chuyện chuyển đổi số và đưa những giải pháp tốt cho cộng đồng, nên là em không cô đơn nữa, bởi vì đã có những anh chị ở đây rồi, và em tin chắc là anh chị cũng làm mắc xích như thế. Được không anh chị? Rồi, cảm ơn nước. Văn phòng đại diện của nhà anh cháu sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sản phẩm từ các nhà máy, các xí nghiệp, các thương hiệu chất lượng tốt của Việt Nam lần lượt kéo về nhà anh cháu để mong muốn được bày, để mong muốn cộng đồng đây là toàn con người thật và con người sạch. Trong đó, khi phát triển nền tảng công nghệ và khi trở thành người tiêu dùng thông minh thôi. Cảm ơn anh cháu đã cho em tôi đứng đây nói về câu chuyện của doanh nghiệp của tập đoàn mình. Dạ, cảm ơn các anh chị. Vâng, sau đây xin mời anh Vũ Văn Cháu, giám đốc văn phòng lên để chủ tịch trao quyết định ạ. Công ty HD, tổng giám đốc của công ty là anh Nguyễn Tường Trung đã ký, và em thay mặt cho ban lãnh đạo công ty và đội quản trị ngày hôm nay sẽ trao quyết định này cho anh Cháu. Và cũng bắt đầu từ thời điểm này, công ty sẽ giao trách nhiệm cho anh, sẽ cùng với công ty, cùng với tất cả các anh chị em chuỗi văn phòng ở trên toàn quốc. Qua phần chia sẻ của chủ tịch Phùng Hồng Thức thì chắc chắn chúng ta đã thấy được một cái sáng lớn đấy ạ. Nhìn tổng quan về nền tảng công nghệ cũng như là ưu thế vượt trội của sản phẩm Tumizu và hệ giải pháp giúp cho chúng ta có nguồn thu nhập bình an cùng Tumizu, giải pháp của Tumizu. Xin trân trọng kính mời. Cho công ty cổ phần phát triển công nghệ HD xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất cả các cô chú anh chị mình đã có mặt trong buổi sự kiện khai trương rất là đặc biệt của thành phố Nam Định ngày hôm nay ạ. Khi mà em qua ngồi ở dưới thì là em qua thấy chủ tịch chia sẻ về chúng ta vừa trải qua một giai đoạn rất là cam go, đúng không ạ? Đấy, cuối năm 2019, lúc đấy là chúng ta sơ khai từ bên Trung Quốc, một người bạn của chúng ta. Nhưng mà sau đến năm 2020 thì bắt đầu tràn đến Việt Nam của chúng ta. 2021-2022 là dần là trên toàn thế giới luôn, đúng không ạ? Và chúng ta đấy. Cái thứ hai là giá thành phải cực
hợp với lại đa số bà con, được chưa? Thì đây là để chúng ta xây dựng chuỗi. Và ngày hôm nay ở tại Nam Định chúng ta có một chuỗi, và cái chuỗi này ấy, sẽ giúp cho các anh chị bà con mình không những là chỉ được chất lượng tốt đó, mà chúng ta còn được tiết kiệm chi phí này 28%. Thì ở đây ấy, ngày hôm nay em Pha chia sẻ với anh chị là nước rửa chén này, dầu gội này, sữa tắm này, tẩy gội đầu này, kem đánh răng này, xả khô, xả ướt, vân vân. Đấy, thế thì những là càng ngày y học càng phát triển, công nghệ càng phát triển, càng hiện đại thì con người của chúng ta mắc càng nhiều bệnh lạ. Mọi người đồng ý không ạ? Có bao giờ các anh chị hỏi tại sao này? Tốt hơn, mạnh khỏe hơn và con cháu của chúng ta có sống bình yên hơn, đúng không ạ? Thì đấy là cái. Vậy thì làm thế nào để cho anh chị vỗ tay bởi vì sao? Đấy là thể hiện chúng ta cách thứ hai, đấy là giúp cho anh chị mình có năng lượng hơn, đúng chưa? Bởi vì anh chị nghe em nói đôi khi 320.000, đúng chưa? Thì chúng ta có bao sản phẩm là từ 1 triệu 7 cho đến 2 triệu 1 theo sản phẩm anh chị lựa chọn, đúng chưa? À, có anh chị nào xem phim Tổng Tài mà biết là chiếc thẻ đen quyền lực là như nào chưa? Và khi tặng chiếc thẻ đen này mặc định, anh chị sẽ được sử dụng trong 45 ngày với những quyền lợi như một là cứ qua địa điểm của anh Trọng mua bất kỳ sản phẩm gì đều được chiết khấu 28%, được chưa? Cái thứ hai đấy là mua trên thương mại điện tử mặc định anh chị sẽ được chiết khấu tối đa lên đến 60%, được không ạ? Và chúng ta có rất nhiều chương trình tốn rất nhiều tiền, thì ở tại Tenu chúng ta có tới 6 chuyên đề để giúp cho anh chị học tập phát triển bản thân trong kinh doanh, thành doanh nhân dân chủ, được chưa? Và chúng ta có tới 150 chuyên đề xoay quanh đời sống gia đình để giúp cho chúng ta có một cuộc sống tròn đầy viên mãn, bao gồm cả vật chất và tinh thần, được không ạ? Đúng không ạ? Chứ nếu là Tomino chúng ta sẽ không
mặt vào đây, không biết có ai ghen tặng các phùng giờ tái hộ em cả. Ông bị một cái lời nào nói là chúng ta đang làm đa cấp cơ ạ, bởi vì chúng ta đang không đa cấp, không bán hàng, không ôm hàng, không bắt buộc đúng không ạ? Chúng ta có thể phù hợp với chúng ta thì chúng ta làm. Vậy cho nên là Thiên Kim ngày hôm nay đang có hệ thống hơn 1.000 người. Thiên Kim sẵn sàng là tham gia lại, cũng như là xây dựng lại cộng đồng này, bởi vì nó có những cái là ở những nơi khác không hề có. Vậy cho nên là ngày hôm nay thì cũng kính chúc cho cô chú anh chị sẽ nhận được cơ hội và đón nhận ngay cơ hội để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng bình an. Xin cảm ơn. Thấy rằng ngày hôm nay thì Tung Misu đang có đang phát thanh đấy ạ. Và đây đang là những cái sắp tới của chúng anh chị và các bạn chúng ta đã biết đến về một những cái giải pháp, về một cái mạng xã hội có thể kiếm được tiền và những cái sản phẩm dịch vụ với cái giá cực kỳ cạnh tranh từ Tung Misu, đúng không ạ? Tuy nhiên với cái nền tảng của Tung Misu thì có rất nhiều những cái sản phẩm và dịch vụ, và có thể trong cái quãng thời gian nó chưa dài, chúng ta có thể là có những cái điều chúng ta có những cái chỗ mà chúng ta chưa hiểu, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì ban tổ chức khấu lên tới tối đa là 60%, đúng không ạ? Và còn chưa biết được không ạ? Vâng, xin chúc mừng tất cả các chú anh chị hôm nay có một tràng pháo tay nha. Như vậy là chúng ta đã hiểu hết rồi, đúng không ạ? Nắm chắc rồi và chắc chắn được trở thành thành viên, đúng không ạ? Và ngay sau cái buổi này thì chúng ta hãy giúp chúng ta đăng ký để trở thành thành viên của Tung Misu để nhận được rất nhiều những quyền lợi vô cùng đặc biệt. Kính thưa toàn thể các chú anh chị và các bạn, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Tróng, giám đốc văn phòng đại lý tại thành phố Nam Định. Cả công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD, kính thưa toàn thể cô bác anh chị và bạn bè gần xa đang hội tụ trong văn phòng hôm nay. Trong không khí khai trương tương bừng và ấm áp nghĩa tình, nay tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sâu sắc. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tịch Bùi Ngọc Hưng, nhà sáng lập ra mạng xã hội Tung Misu, cùng đội ngũ lãnh đạo công ty đã luôn ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ và một Việt Nam thịnh vượng. Xin cảm ơn anh chị em bạn bè và đang đồng hành cùng tôi trong những chặng đường phát triển của thôn Tung, đưa những giá trị nhân văn của thôn Tung đến với cộng đồng. Xin cảm ơn quý khách hôm nay đã về dự buổi khai trương này và tìm hiểu một cơ hội tiện ích với đồng hành cùng thôn Tung. Thôn Tung cam kết mang đến sự giàu có thịnh vượng cho quý khách và anh chị. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta có thể chúc mừng anh cháu bằng một tràng pháo tay được không ạ? Rất là tuyệt vời. Với Tung Misu thì một người bình thường cũng có thể thành phi thường, đúng không ạ? Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể khách quý, buổi lễ khai trương văn phòng đại lý tại thành phố Nam Định của công ty cổ phần tập đoàn công nghệ HD đến đây là kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và các vị khách mời đã dành thời gian tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu và các vị khách mời sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Các anh chị về văn phòng để tham quan gian hàng và tham khảo các sản phẩm. Vâng, xin mời cô bác anh chị chúng ta có thể di chuyển về cái địa điểm chỗ văn phòng ở bên kia đường, đúng không ạ? Chúng ta bác nào chưa tham được không? Lui em ơi,
là còn vâng, quê. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Vâng, cảm ơn thủ trưởng. Những chiến sĩ coi như là vâng. Là các chị ơi, sao người Lâm Định ai cũng đẹp thế nhỉ? Hôm nay thực ra tôi rất nhiều, tôi ở Hạ Long sửng sốt mà về hôm nay là rất nhiều cái sửng sốt và bao nhiêu hoa hồng của Lâm Định là tuyệt vời, cả Thái Bình ở rất nhiều người đẹp mà. Chuẩn bị đến ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ, tôi rất là vinh dự tự hào. Nay tôi về với Lâm Định. Có một cảnh đâm chồi lẩy lộc ra hoa kết trái, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là văn phòng Lâm Định khai trương quá tuyệt vời, vinh dự tự hào. Đây có lên chỗ. Quay ngắn đây các bạn. À đứng ở đây này. Anh kêu. Bắt đầu quay chưa này? Đấy đẩy ra này. Đấy zoom lại rồi.